Vâng, em ơi, xin mến chào đón bác nhá. Như biết thì mấy hôm trước em ốm ấy, chưa quay được review anh em đến toàn để một số cái lô loa mà em về hàng. Thì trong clip ngày hôm nay thì em với Minh Chi sẻ cũng như review chi tiết, có thể nói đây là những cặp Array hàng bãi xịn mà có thể nói là cực hiếm, đếm trên đầu ngón tay tại thị Việt Nam nhá. Em khẳng định đến trên đầu ngón tay. Không phải bác nào cũng được sử dụng được cặp này đâu. Những bác nào chơi những cặp này cho em comment và bình luận về dòng loa Outcenter này. Nếu mà nói về Outcenter bát 25 ấy thì em thấy nhiều. Bản thân em nhập này em cũng có thấy. Nhưng đối bát 30 thì cực kỳ hiếm bác nhá, cực kỳ hiếm. Vì dòng này sử dụng driver, nó là bát ấy, mà là bát neo con 100 chép 850 các nhá, chép 850. Và các bác thì hôm trước em về được 6 đôi thì em bán một đôi rồi. Còn 5 đôi. Review chi tiết đón thể các bác anh em nào có nhu cầu mua sắm cho mình để có trải nghiệm những cặp loa chất lượng cao. Nếu thì những cặp loa này thì mua mới các bác có thể dễ dàng tìm hiểu, gõ trên Google Tiến ơi, Dũng đây cho anh này. Đây model của nó Outcenter này, nhấc cho anh đấy. Tiến ơi, một tiếng người xoay cho anh này. Hàng bãi về em chưa vệ sinh đâu. Tí em vệ sinh sẽ quấn màn chít vào nhá. Nó chỉ bám bụi bẩn các thứ này. Hàng về không bể biết gì cả, nó chỉ bám bụi và sức nhẹ đấy thôi. Thì em sẽ vệ sinh. Nghiêng ra cho anh, nghiêng ra anh dễ quay. Bác ở dễ dàng thấy này, Outcenter VHL12+ bác nhá, VHL12+ đấy. Con này đánh ở của chế độ là hai đường bác nhá, đánh ở chế độ hai đường là hai đấu một âm một dương, lao đấu 2+ đấy, các lưu cho em. Đấy. Các lưu ý nhá, vấn đề đấu này không phải bác nào biết đấy biết đâu nhá, hôm trước em bán là phải hướng dẫn cho bác khách đây. Đấy, bác dễ dàng gõ trên Google ra ngay mà. Giá bán đôi này mới đang bán khoảng độ 80-90 triệu một đôi này. Đôi loa của Tây Ban Nha xịn sò. Và gõ phát là mã ra luôn. Thì những cặp loa này thì hiện tại bên đấy mình đang bán hàng bãi, thì đang bán mức giá những cặp tuyển chọn này với mức giá là ngoài 30 triệu một tí thôi nhá. Anh em liên hệ trực tiếp với mức giá tốt đấy. Giá êm hơn nửa tiền. Hơn nửa tiền mà các đôi loa hàng lướt này. Với giá thành em đang chào bán đây thì các bác chỉ mua được những đôi loa hàng đặt tên thôi. Bác mua những đôi hàng đặt tên cũng giá sẽ soát 30 triệu rồi. Hàng tên, hàng OEM thông thường thôi. Còn sử dụng cho mình cặp ba bãi này thì đẳng cấp luôn. Thứ nhất, nó sử dụng driver này là con 100. Và cái phiên bản này có để ý phiên bản leo của nó là leo. Leo nó sử dụng củ leo của Ý bác nhá. Củ leo của Ý. Đấy. Phyto Pro. Tiến ơi. Các bác để ý trên thị trường ấy, những cái cặp loa Phyto bây giờ ấy, những cặp loa Phyto mà hay những quả súp Phyto đời mới bây giờ ấy, nó không được xịn sò như cái quả bát này đâu nhá. Nhất nó là chút phần này nó bằng giấy này, nó không được bằng gang này đâu, nó chỉ ở cái phiên bản đời cao nó mới được bằng gang này. Cái thứ hai là neo liền khối, còn những dòng kia chỉ leo bi từng viên nhỏ, leo của nó leo liền khối cả một cục to rồi nhá. Đấy, đánh cực kỳ bền bỉ luôn, hàng đẹp lắm, lật cho anh từng con, anh quay từng chiếc cho bác cùng xem này. Giá ngoài 30 một tí bác thôi nhá. Được rồi, em quay đã. Em lật lên đi, em quay đường chiếc em lật lên đi. Đấy, con 100 này, chép 850. Bông tiêm của Outcenter biết rồi thì nó sử dụng là bông trứng này này. Rồi. Cái, em nhìn độc lạ ở cái vấn đề cái chép nó nhìn trông như máy sắt gạo ấy. Thì quay chép xong đây phần bát này quay đường chiếc một có gì. Đẹp long lanh luôn mới nhá. Zin Des. Đấy. Rồi. Tiếp. Có 5 đôi gì review kỹ luôn. Đó, nhiều bác em quay xong thì có vẻ bảo chụp em chụp ảnh. Em quay luôn, đẹp luôn, tất cả nó như nhau vì nó loa ngoài 30 triệu bác thì loa đắt tiền, bản thân em rất là kỹ tính. Chứ không phải là nhộn nhạo đâu các bạn. Có 100 nhá. Zin Des này đẹp nhá. Tiếp. Đây là cái vết bẩn thôi, bụi bám này, kiếm nâu hết. Đẹp, long lanh các bác nhá. Cái dòng này thì sử dụng cái màng giấy của nó, màng giấy rất là dày, nó tạo gân này bác này, tạo gân sóng này. Đấy. Ok, tiếp. Cái thép của nó, cái thép neo của nó là thép neo liền khối, từ gông này, gông liền khối này,
và cục leo của nguyên khối này lên là hàng xịn. Nếu bạn đi nó dùng bao thời gian rồi nó vẫn sáng bóng các nhá. Những bạn nào dùng ao center ấy rồi, nếu nói về array ấy, thì array ấy, hay nói về loa ấy, thì ao center hiện tại đang đứng đầu bảng top của thế giới luôn các nhá. Tiếng bao hay bao phê luôn, coi như con này qua 100. Một đôi này thôi bác bỏ tiền ra mua thì nó đánh với độ phủ nó bằng hai đôi thông thường các mua. Các bác đi mua những đôi nó hàng giáp thôi, hàng giáp thôi ạ, thì giá nó cũng dừng mười mấy triệu một đôi rồi, 13, 14, 15 triệu tùy theo kết cấu. Thì đôi này bác nó giá trị đem lại nó, thứ nhất nó tiếng hay và độ phủ nó gấp đôi thôi dòng loa thông thường. Rồi ok, chép đây thì những cái chép này vì là nó bắt ở nguồn hậu này, cái chép này em quay cho bác dễ phân biệt. Tiến nhấc cho anh vậy, nhấc cái bát đó, nhấc lốt cái bát này lên, quay hàng đẹp, hàng đẹp bao nhiêu keo của cô nói mã màng với nhá, keo dòng này là trụ keo đỏ nhá, keo đỏ này, keo đỏ nhá, phần ép nhện vậy, keo đỏ nhá. Đấy, đặc thù dòng này thì ok đây này. Cái chép nó bắt rất là chắc chắn, thứ nhất là chép điểm mà bắt vào đây, tựa vào đây nó bắt cả phần đây, bắt vào đây, bắt cả thân thùng luôn, đỡ luôn phần tép này, nên là vận chuyển đi xa thoải mái luôn. Và phần phễu của nó trụ phễu đa hướng, đánh ở đây đánh tách đôi phủ rộng hơn đấy, vì là chép một chép lớn mà, chép đánh riêng biệt nhé. Nhớ canh nốt con này ra xem nào, lấy nốt đi. Để phần căng đi, đậy căng vào cho anh xem nào, đậy vào đã, đậy tạm vào đã. Đấy, căng đây. Thiết kế nhỏ gọn, đa năng. Nào đi. Từ nào nhấc lên nào. Đấy, từ. Để ngược rồi. Đấy, được ngay để ngược. Đây này, đấy, vậy nhấc ra. Đấy bác nhìn này, tổng thể em nói đây. Lấy anh cái ra đây cả. Cái thước ra đây cả. Anh đo cái thước thùng cho mọi người, cho các bác xem. Như anh nối cái ban lên, vậy cậy chưa? Chưa cậy đâu, chặt. Thưa không? Nói trước thì những dòng loa array ấy, nó sử dụng neo ấy, thì được cái là thiết kế nó nhẹ, không lặng lề, cái một người nhấc cái lên luôn đấy. Và cái thứ hai nữa là nó sụng côn từ lớn ấy, đánh độ phủ rộng. Đo anh cái thước thùng với xem nào, sâu đi, sâu đã, sâu cái lờ đờ đấy, đo đi không, 36 bác nhá, 46 các bác nhá, xin lỗi, 46, hơn 46 một tí về sâu nha, gọi 47 đi, cả căng và bịt vào 47, bề ngang mặt của nó này, tính ngang mặt thôi nhá, là 33, 34 lên đây, 34 này, 33 thôi, đây 34 này, ngang đuôi không tính, nó sẽ kéo về đuôi vì là nó liên quan đến phần này, ke rồi, ke có ke cài hết rồi, bề sâu, bề cao của nó này, 67, bề cao bao nhiêu? 67 không nhá, 67, củ bát đẹp xuất sắc không nhá, quay về chiếc bát nguyên zin đẹp xuất sắc. Giá ngoài 30 triệu anh em liên hệ trực tiếp để mức giá tốt nhá. Cặp loa này. Và em mình cũng hỗ trợ các bác trả góp này, anh em có nhu cầu trước đây mua những đôi loa kém nâng cấp lên những cặp loa đẳng cấp này thì liên hệ đơn vị em để em hỗ trợ các bác anh em sử dụng. Và review chi tiết những cặp loa từ Tây Ban Nha, Ao Center. À đây, đánh độ phủ thì các bác đi chơi sự kiện ấy, đánh khoảng độ 400-500 khách thôi. Tầm 500 khách, 600 khách thì bác chỉ có chơi cho em một cặp súc kép. Súc kép bãi thì hiện tại em hết hàng rồi nhá. Súc kép bãi, quên còn một đôi thôi. Súc kép mới của DB này. Thì bác có chơi một cặp súc kép này với hai dây này là bác đánh được 5-600 khách rồi. Thì với 5 dây này em chiếm là 2 bộ. Được 2 bộ dây. Đấy. Các bác nào anh em có nhu cầu thì liên hệ với em, để đầu tư khoảng 100, hơn 100 tí có sử cho mình toàn đồ xịn thôi. Những cặp loa súc nhập khẩu này, những cặp loa bãi xịn, array xịn sò. Bát 30 leo co 100, chép 850 thôi nhá. Cực kỳ chất ngầu luôn.
Neo bi. Đấy. Quay lần nữa. Dừa thì thấy á. Bỏ bỏ cho anh cái bát này ra. Quay vào đây thì dễ này. Đấy. Hiện tại em được mặt tại kho của Miro, anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị em nhé. Và xin ân ái, chào tạm biệt bác nhé.